đẹp. Đây. Hầu như cái bonsai nào người ta phải làm một cái tay âm đằng sau đấy để đỡ đẹp. Cái này bao nhiêu đấy bác? 12 triệu một cây. Cây kia thì chắc cây kia cũng thế, nó bé nhưng cũng là toàn thì làm kỹ rồi đấy nhỉ. Làm kỹ rồi đấy. Vâng. Đây cảnh cũng làm kỹ rồi đấy. Đây kỹ rồi. Cái nhỏ này nhiều khi nó còn đắt. Đầu năm rồi. Mày cũng biết làm tùng đấy. Đây kỹ rồi. Đợt này nó mới thay đất. Đây ổn rồi. Thay đất nó bốc lên nó đẹp. Đây nó có được 20 năm. Cũng ngủ ra về cũng phải đi được. Cũng phải làm bằng. Mình cứ người ta về mình lại gan thế. Nhưng mà có những cái chỗ như này nó đẹp. Chỉ trong ngày mà không tháo ra nó không ai được. Không có. Đấy, cái này là phải khởi rồi. Nhưng mà cái kim kém đến mức độ này. Anh đi không hỏi đi. Anh đi. Anh đi đến. Xuống ít là lấy được. Cây lấy được. Cây này thì đây đang cái này mạnh hành như này. Kim cương. Là hán. Là hán như dòng kim cương. Là hán như là chưa được kim cương. Vẫn là hán. Là hán quả. Bác chủ cho xin cái số ấy cho. Bác đọc cái số. Như vừa này 0942 455 455 890 590. Bác ở đâu đây giờ 50 tỷ. Nhà mấy con. Cái lô này mình mua về để ý định làm đôi thôi nhưng mà đến không được. Nó mãi chẳng làm được. Nhân 50 tỷ là làm tùng được khỏi bàn thôi. Mình nhớ như 50 tỷ làm tùng giỏi, làm giỏi lắm. Lại cây rất dở bóng làm cũng đẹp. Vẫn rất kinh. Đấy, cây này thì nó kỹ nhìn ở dưới lên thì rõ. Xem trực tiếp. Nấu cảnh. Giá là cho nó được đều như này dạ. Tùng nhìn nó thích. Vâng. Nhìn nó sạch, nó sang. Nhìn chưa tùng nó sang. Nhú nhú cái này, bồng lên. Đều một lượt nhìn thấy. Bao tiền một cây hành này đây ở Phú Quốc? 1,5 triệu. Này chắc ông để cho bóng cây sao lèo nghèo quá. Yếu quá, cây yếu quá. Để trong bóng cây, để trong gốc cây đây. Yếu. Ai đây? Mới mua này nè. Ô, mua cây này. Mấy tiền bác? Mấy tiền nhỉ? Giờ sang lại bao nhiêu đây? Để em suy nghĩ này. Đẹp quá lắm. Đéo có chân. Cái này cái nào rẻ này kiểu. Này lấy chỗ nào ra đây? Ở đằng kia. Uber. À đây à? Ờ. Thế mình đi vừa nãy không ra đấy. Ra đâu này nhiều cây hơn đầu kia. Ý là cây này ổn đấy. Trong này mua về cho ông không bán nữa đâu. Nhưng ông có bán không? Lại bán. Cây này bao nhiêu bác ơi? 12. Đều đấy, điền đều đấy. Bác này đem cây ổn lên đấy. Hả? Lâu lâu mới lại thấy mấy cái phôi đẹp. Đẹp nhà các bạn như này còn lấy gốc, còn mấy cây này già lắm. Nhưng mà không được, bác mang đi chẳng có ai bóng lại cái này. Cái này đi. Hôm đầu năm mua vào nó đắt. Vâng. Bây giờ múc được cái con xanh đẹp quá. Chê trượt đấy. Đẹp đấy, múc ngay. Này mà tầm nào cái tầm này cũng tầm này thì cái
tầm mắt rồi người ta vào đâu. Này chỉ bằng ngón tay này nữa thì thôi rồi. Thế còn con kia bác bao nhiêu? 15. To chậm chậm. Mới tháo dây cũng vừa vào lại để nẹp căng nó ra. Tiếc cái tay này quá nhỉ. Cháy mất. Áp điện thế này. Cháy lắm yếu cả 15. Đó là một cái cây già khá là để cắt lại để làm. Thế còn cây này bao nhiêu bác? 15 rồi. Đây nó gần như gần xa rồi, con đây làm nhanh, con đây làm nhanh. Con đấy chốt của nó. Nay phiên thiếu và nhiều cây đẹp đấy. Nhưng phổi chất lượng. Tiếc là nó chân nó chưa có xứng được với cái thân của nó, nhưng mà nó là cái cốt quý, ổn ổn. Thiếu quá. Đây, là đã có một cái ở đây như này là ổn. Anh ơi, mọi người không uống nước đứng dậy ôi em cái đi để em bán hàng cái đi. Phiên tháng chiếu tưởng có một cây mà ra lại có nhiều cây đẹp thế. Nhà có một cây giống mệt đây này. Mịn hơn, chắc là mịn hơn. Có đâu, cái ông mà mình cắt ra thì bá. Trước này em có bảo là cái mình chỉnh rồi. Cũng làm báo cáo anh Minh ấy. Giờ biết đến tức của con bá. Tên anh kia thì lấy tiền. Con xếp bảo là ừ thì phải chịu em biết sao giờ. Lâu lâu mới thấy bác lên hay là ít lên lắm nhỉ? Đúng khoảng đẹp, đẹp quá đẹp. Đây chắc là vú bò à? Đây phong cách. À phong cách. Nhìn như vú bò. Hồng Ngọc Mai này. Có ai? À sư phụ. Bác hàng. Đâu à? À tí nữa sao mới xong bên đấy. Đẹp, tiếp tục này cả. Mặt bên này nó bệt như bên kia thì cố tiền. Cái này mà nó bệt được như cái chỗ kia thì cố tiền. Cái phôi điền chất lượng rất là chất lượng. Nào tối sẽ phải gọi lại bác xem có dùng Zalo không bác.
cái tay này khó quá nhỉ. Họ làm rồi. Thích cái trực này. Đó, đấy nó làm chưa rõ ràng. Cái tay âm cái đấy lấy cái tay điểm thời gian cơ bồng lên cho lấy chi nó đẹp. Tay âm này đấy là không nghĩ cái lọc ý là cái tay kia hơi khó. Làm phải rõ ràng. Cái tay tay kia hơi khó. Thợ nó làm mua về mới tháo dây. Cốt này thì sau đẹp ấy, nhưng mà chuyển cái tay kia lại khó. Nếu mà năm tay mà rõ ràng thì lại dễ. Mình làm nó cây đúng cây cổ thụ luôn đấy. Vâng. Dễ làm. Đẹp. Nhờ tí quay kỹ đi. Tay kia rất khó mà. Nó lại vừa bị cháy mất. Tiếc quá. Tay này mà mẹ đóng chốt chỗ này rồi. Lại cắt mất chỗ này tiếc quá. Yeah. Cháy nó yếu quá. Okay. Cảm ơn bác chủ nhé. Trong rất già.